một bước chân của con người trên mặt trăng đã đi vào lịch sử như một biểu tượng cho sự khao khát vượt qua giới hạn, đối mặt với những thách thức và thể hiện tinh thần khám phá bất tận của loài người. Nhưng giờ đây bản chất phiêu lưu và ham muốn tìm hiểu không giới hạn lại đưa chúng ta đi xa hơn tới một tầm cao hoàn toàn mới, chính là sao Hỏa. Chẳng còn là một hình chấm đỏ lả lơi trên bầu trời đêm, sao Hỏa đã dần trở thành một mục tiêu hấp dẫn đối với con người. Khám phá định cư và thậm chí xây dựng một nền văn minh mới trên hành tinh đỏ rực này đang trở thành ước mơ đầy thách thức nhưng cũng đầy triển vọng. Chúng ta đứng trước cánh cửa mở ra một tương lai khác biệt, nơi con người không chỉ tồn tại trên trái đất mà còn trên các hành tinh khác. Trong bối cảnh hiện tại, sự tranh đua nhằm chiếm lĩnh không gian của các cường quốc đang diễn ra một cách khốc liệt, việc nghiên cứu khả năng con người sống sót và hoạt động trên sao Hỏa và trên các thiên thể khác càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Theo đó, một nghiên cứu mới được công bố bởi các nhà khoa học từ Đại học George Mason cho biết, chúng ta có thể bắt đầu định cư trên sao Hỏa chỉ với 22 người. Sử dụng mô phỏng máy tính, các nhà khoa học cũng xác định loại tính cách phù hợp nhất để ở lại tới 28 năm trên hành tinh đỏ. Nghiên cứu có tiêu đề Khám phá quá trình xâm chiếm sao Hỏa bằng mô hình dựa trên tác nhân đã xem xét cách một nhóm được cử đến định cư trên sao Hỏa và khai thác khoáng sản để gửi về trái đất sẽ cần phải xem xét để hoạt động tốt như thế nào bằng cách sử dụng mô phỏng máy tính có phần giống với một trò chơi RPG. Khi các quốc gia trên toàn cầu đang chạy đua mở rộng hoạt động khám phá không gian, các nhà khoa học đang khám phá cách con người có thể tồn tại trên sao Hỏa và các hành tinh khác trong thời gian dài. Nhóm nghiên cứu đã phát triển mô hình với giả định cơ bản rằng trạm định cư chính đã được xây dựng sẵn với thực phẩm, không khí và nước được sản xuất tại chỗ và một máy phát điện hạt nhân sẽ được lắp đặt tại địa điểm này. Các nhà khoa học đã sử dụng một phương pháp được gọi là mô hình hóa dựa trên tác nhân để xây dựng mô hình của họ, một phương pháp trong đó hệ thống được phân tích từ dưới lên trong mô phỏng máy tính bằng cách các tác nhân riêng lẻ tương tác với nhau, với mỗi tác nhân được gắn một số thuộc tính nhất định. Các nhà khoa học lưu ý rằng mô hình này nhấn mạnh vào trạng thái tinh thần của từng thành viên trong thuộc địa lý thuyết của sao Hỏa vì điều đó tác động trực tiếp đến sự thành công của sứ mệnh. Nghiên cứu đã sử dụng nghiên cứu trước đây liên quan đến khả năng đối phó của các loại tính cách phổ biến trong điều kiện căng thẳng và đưa ra các tai nạn ngẫu nhiên như thảm họa môi trường sống và các vấn đề vận chuyển thực phẩm từ trái đất để kích hoạt tác nhân gây căng thẳng nhằm kiểm tra các thành viên của nhóm sao Hỏa. Khi được kích hoạt bởi một thảm họa hoặc vấn đề vận chuyển, các yếu tố gây căng thẳng sẽ tiêu tan theo thời gian hoặc bị các thành viên của nhóm sao Hỏa loại bỏ nếu họ thành công trong quá trình kiểm tra kỹ năng để phục hồi. Mô hình cũng xem xét cách các thành viên của nhóm tương tác với trạm định cư để sản xuất, lưu trữ và tiêu thụ tài nguyên, cũng như cách môi trường dẫn đến các sự cố về môi trường sống, vấn đề vận chuyển từ trái đất, hiệu suất công nghệ và yêu cầu kỹ năng sản xuất. Các nhà khoa học đã thử nghiệm các mô hình máy tính với các nhóm từ 4 đến 152 thành viên, trong đó mỗi mô hình chia đều các thành viên trong nhóm thành 4 loại tâm lý, dễ bị kích động, dễ phản ứng, hòa đồng và dễ tính. Các thành viên của nhóm cũng nhận được một bộ kỹ năng xác định thành công của họ trong việc sản xuất tài nguyên. Các đội được xếp vào một thuộc địa mô phỏng được biểu thị bằng lưới 50x50 với mỗi ô lưới có năng lực sản xuất tài nguyên riêng nhưng được lưu trữ tập thể và không giới hạn. Khi mô hình được chạy, các thành viên trong nhóm sao Hỏa có thể di chuyển, ngủ, hợp tác với các thành viên khác trong nhóm, sản xuất hoặc tiêu thụ tài nguyên và tham gia xã hội. Sức khỏe của các thành viên trong nhóm được phục hồi nhờ vào ngủ. Các thành viên trong nhóm trong mô hình máy tính sẽ thực hiện kiểm tra kỹ năng để xem liệu họ có thể sản xuất ra thực phẩm, nước và không khí hay không. Mỗi thành viên trong nhóm cũng có yêu cầu hàng tuần về thức ăn, nước uống và không khí. Sức khỏe của họ sẽ giảm nếu những yêu cầu đó không được đáp ứng. Nếu sức khỏe của thành viên trong nhóm về không thì thành viên đó sẽ chết và bị loại khỏi mô hình. Ngoài ra còn có một khả năng tử vong ngẫu nhiên nhỏ đối với mỗi người sao Hỏa đại diện cho tỷ lệ tử vong không lường trước được. Tại mỗi bước của mô phỏng có thể thêm các thành viên mới trong nhóm hay yêu cầu thuộc địa nhận một chuyến hàng từ trái đất bị lạc trong thảm họa hoặc xảy ra tai nạn môi trường sống. Sự cố môi trường sống sẽ ảnh hưởng ngẫu nhiên đến nguồn cung cấp thực phẩm, nước, không khí hoặc tài nguyên khoáng sản cho thuộc địa và làm giảm một nửa nguồn tài nguyên bị ảnh hưởng. Các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu từ các chuyến hàng cung cấp và yêu cầu tài nguyên trên trạm vũ trụ quốc tế,
cũng như dữ liệu từ các thí nghiệm trước đây về tinh thần đồng đội trong các tình huống căng thẳng như trong các đội tàu ngầm để thiết lập các thông số cho mô hình. Họ chạy mô hình 5 lần, mỗi vòng 28 năm trái đất, biến đổi kích thước dân số ban đầu từ 10 đến 170 theo bước 10. Sau đó, các nhà khoa học đã chọn một nhóm có 10 người là tối thiểu cần thiết cho một trạm định cư ổn định, có thể chịu đựng thảm họa và sản xuất đủ tài nguyên. Các nhà khoa học nhận thấy rằng quy mô quần thể 22 thành viên là nhóm ban đầu tối thiểu cần có để duy trì quy mô quần thể khả thi trong một thời gian dài. Nếu ít hơn mức đó, thuộc địa sẽ có nguy cơ không thể phục hồi nếu nó giảm xuống dưới 10 thành viên tại bất kỳ thời điểm nào. Điều thú vị là một nhóm gồm 26 thành viên và một nhóm gồm 38 thành viên đã giảm xuống dưới 10 thành viên và không thể phục hồi trong các mô phỏng, mặc dù cả hai nhóm này đều vượt quá con số tối thiểu 22 thành viên. Trong tất cả các lần chạy mô hình, chỉ những thành viên trong nhóm có kiểu tính cách dễ tính mới sống sót suốt thời gian chạy mô hình. Các nhà khoa học giải thích rằng điều này có thể là do họ là những người giỏi nhất trong việc đối phó với các tình huống và thảm họa khác nhau. Trong khi đó, kiểu tính cách dễ bị kích động có nhiều khả năng không tồn tại được. Với kiểu tính cách dễ phản ứng và hòa đồng nằm ở đâu đó ở giữa, các nhà khoa học lưu ý rằng mặc dù mô hình của họ chỉ định sự phân bổ đồng đều các loại tính cách khác nhau giữa mỗi nhóm, nhưng một nhóm bao gồm toàn bộ các loại tính cách dễ tính có thể đủ thành công để tồn tại với một nhóm nhỏ hơn 10 thành viên. Và họ cũng nhấn mạnh rằng mô hình của họ không xem xét việc loại bỏ chất thải và sản xuất tài nguyên tại chỗ vì các mô hình của họ đã thấy rằng ngay cả khi có thảm họa về vận chuyển, trạm định cư vẫn được cung cấp đủ tài nguyên từ các lô hàng từ trái đất. Thực tế cho thấy, chúng ta luôn khó để dự đoán con người sẽ hành xử như thế nào. Điều này đặc biệt đúng trong một môi trường khác biệt và đầy thử thách như sao hỏa. Nhưng nhìn chung, nghiên cứu cung cấp cho chúng ta một vài thông tin có giá trị. Dữ liệu này có thể được áp dụng khi sẵn sàng đưa con người lên sao hỏa. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào ý nghĩa của những tính cách khác biệt và cách những tính cách đó tương tác với nhau. Trong một tương lai không xa, việc con người đặt chân lên sao hỏa không chỉ mở ra một chương mới trong lịch sử loài người mà còn là một bước tiến đột phá trong việc khám phá vũ trụ bao la. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững và đảm bảo tương lai của loài người trải qua thử thách và biến đổi của thế kỷ 21.